cái con quỷ gì đây, khu vui chơi tê liệt luôn này, ăn vặt ăn viếc này. Đó, các trong chóng thì quay như trong chóng luôn. Rồi mấy khu này họ cũng làm những các cái vẽ các cái nhà cổ này trong chóng. Các cái dãy ký ốt này cũng không có người thuê mướn nhá. Hôm nay là sáng, xin lỗi, bây giờ đang là thứ bảy nhá. Ừ. Đấy. Có lẽ là buổi tối họ mới hoạt động. Chân mực, chân gà sốt thái thì tùm lum tà la này. Nguyên cả một cái khu công viên rộng lớn như thế này mà vắng quá. Mọi người thì vẫn nghĩ là đây là một cái nơi mà hái ra tiền này. Crazy way. Các khu vui chơi giải trí đóng cửa mất tiêu hết rồi. Có thể là họ chỉ hoạt động. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở quận 12 và đây là con đường Nguyễn Văn Quá thuộc phường Đông Hưng Thuận của quận 12 Sài Gòn. Cũng ít khi mình đi về các cái quận ngoại thành như thế này, nhưng hôm nay thì cũng là một cái ngày cuối tuần. Đi đến nhà của con bác Hà ở Canada về. Rồi sau khi mà gặp bác đó thì loanh quanh đi chơi và quay một số những các cái hình ảnh về khu vực quận 12 để gửi tới quý khán giả ở trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Đây đang thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Thì để đi vào cái tuyến đường này đó, thì trên con đường Trường Chinh, khi mà đi qua cái cây cầu, sau đó thì chúng ta quẹo phải đi vào đường Nguyễn Văn Quá. Sài Gòn ngày hôm nay thì cũng vẫn nắng nóng. So với ngày hôm qua thì nắng thì không gắt bằng. Tuy nhiên thì thời tiết cũng vẫn còn rất là oi bức. Nhiệt độ lúc này ở ngoài trời thì vào khoảng 36-37 độ C. Hôm nay thì trời có vẻ có nhiều mây, nhưng mà trời hầm. Con đường này cũng khá nhỏ, có hai len, mỗi bên một len. Trong tương lai thì cái tuyến đường này mình thấy cũng có dự kiến là mở rộng hơn một chút, nhưng mà chưa biết khi nào. Đây, chúng ta sẽ gặp đường tỉnh lộ 15 cắt với Nguyễn Văn Quá và
mình sẽ tiếp tục đi cái tuyến đường Nguyễn Văn Quá này. Đây cũng là một cái trục đường khá là đông đúc. Mà nói chung thì bây giờ ở Sài Gòn có cái trục đường nào là không đông đâu các bạn ơi. Trung tâm tiệc cưới Ngọc Trâm. Ở Sài Gòn lúc này kể cả những các cái quận huyện ngoại thành đều đông. Nhưng mà có cái khu ở dưới Củ Chi á, là Củ Chi và Hóc Môn thì còn vắng một chút, hoặc là Bình Chánh. Chúng ta đang đi trên cái tuyến đường này là đường Nguyễn Văn Quá. Con đường cũng khá dài, đi tút từ cái khúc cây cầu Tham Lương. Rồi bên này có nhà thờ gì đấy ta? Nhà thờ giáo xứ Chợ Cầu. Bên phải này các bạn là các cái sạp họ bán rau củ quả. Đây có những các cái ngôi chợ gọi là chợ cóc, chợ nhỏ nhỏ. Các xe dừng đèn đỏ nên là xe gắn máy chúng ta di chuyển chậm chậm thôi. Đây chúng ta sẽ quẹo phải. Đây chúng ta đã ra tới quốc lộ 1A rồi các bạn. Quốc lộ 1A là một cái đoạn, xin lỗi, là cái con đường quốc lộ mà có lẽ dài nhất Việt Nam. Xuất phát từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau. Cái tuyến đường khúc này đó thì Tuấn Dương thấy là có 4 làn xe, ở trong thì có 2 làn. Xe gắn máy với xe hơi đi làn trong, và phía bên ngoài kia cũng có 2 làn nữa. Khúc này đường đang khá là đông. Đây chúng ta
chuẩn bị quẹo nha các bạn, chuẩn bị sẽ quẹo vào con đường Lê Văn Khương. Quá trời đông luôn, khói mù mịt luôn. Đây, chúng ta đã ra tới con đường Lê Văn Khương. Trời ơi, rất may mắn các bạn, lúc này trời lại râm mát được một chút rồi. Này các bạn, những cái chiếc xe lưu động mà sửa chữa rồi lắp đặt bảo dưỡng bảo trì máy lạnh nó hoạt động hết công suất luôn. Những cái chiếc máy lạnh hoạt động tối ngày nên là nó bị bụi bẩn, nên nhiều người họ cũng có cái nhu cầu đó sửa chữa bảo dưỡng. Đây, chúng ta đang có mặt trên tuyến đường Lê Văn Khương. Bên tay phải này là có một cái nhà máy bia này. Nhà máy bia Heineken ở quận 12. Đây các bạn nhìn này, nhà máy bia Heineken. Ngày xưa lúc mình có làm nhà hàng á, có lấy bia của nhà máy này. Họ sản xuất cũng khá nhiều các loại bia, phân phối cho các cái tỉnh phía Nam. Con đường Lê Văn Khương này cũng khá dài nha các bạn. Đây đang thuộc phường Hiệp Thành, phường Thới An, quận 12. Tuấn Dương cũng có một anh bạn trước, anh học chung cái nghề gọi là massage bấm huyệt. Ngày xưa lúc trước thì mình cũng tính là học để mở một cái cơ sở chuyên chăm sóc sức khỏe. Hồi đó mình cũng có học thêm một cái bằng y sĩ. Rồi tính là làm ở cái cơ sở chăm sóc sức khỏe. Thì thời đó là điều kiện để mở đó là mình phải có bằng. Nên là lúc trước cũng có đi học, thì học chung với một anh ở đây. Anh cũng có cái cơ sở làm massage. Rồi, chúng ta vẫn tiếp tục đi trên con đường Lê Văn Khương.
Các bạn nhìn ở phía đằng trước có một cái xe gắn máy mà họ chở nhiều hơn cả một cái chiếc xe hơi, cao khoảng từ dưới đất lên chắc khoảng 2,5 mét, chở các cái ly nhựa, ly mủ đó để chở các cái ly mủ này để bán nước mía. Các bạn nhìn ở đằng trước này, có hai cô ấy mặc áo khoác này, rồi cô ấy choàng cái khăn kín luôn, bao tay bao chân. Nắng nóng mà nên là mọi người họ mặc những các cái áo khoác đó vào để đỡ bị cháy nắng. Có nhiều người hỏi là tại sao mà đã nắng nóng mà lại còn trùm kín như vậy. Bây giờ mà mình không trùm kín á, thì nắng nóng làm cháy ra, trùm vào thì nó đỡ được cái ánh nắng mặt trời tiếp xúc trực tiếp với da. Đó, các bạn thấy là cứ đi trời nắng nóng mà mình đi ngoài nắng xong rồi uống nước lạnh vào dễ bị viêm họng rồi các cái đường về hô hấp. Như cô bác mà ở xứ lạnh không có quen, nhất là người già người lớn tuổi đó, thì cũng nên bảo vệ sức khỏe trong cái mùa nắng nóng này nếu như mình về Sài Gòn. Ở đây các chú anh chị thấy những cái chiếc xe tải, xe container khá nhiều. Ở những cái quận vùng ven này thì các cái dịch vụ như là họ bán vật liệu xây dựng này, đất đá, cát sỏi này, gỗ này, xi măng, sắt thép, những cái đó là bán được. Bởi vì những cái quận vùng ven này là còn đang có cái nhu cầu xây dựng nhiều. Ở phía bên trái này có cái bãi rác gì ta, bãi phế liệu. Đấy, có cái mặt hàng như là inox này, các cái dụng cụ nhà hàng, giá kệ. Nhiều nhà hàng quán ăn không có buôn bán được thì họ sang những các cái dụng cụ đồ dùng. Thì ở các cái quận trung tâm, ví dụ như quận nhất, quận 3, người ta không có đủ cái mặt bằng để người ta không có đủ mặt bằng để người ta chứa và làm kho, nên là
nhiều người người ta sẽ thuê những các cái phần đất trống ở các cái quận vùng ven này, sau đó rồi sẽ mua thanh lý tất cả những các cái dụng cụ đồ dùng, thậm chí là mua xác nhà cũ rồi sau đó người ta sẽ bán lại. Đây các bạn nhìn phía bên tay phải mình này, cũng có những các cái giá kệ tủ inox đồ nhà hàng á, là do các cái nhà hàng người ta không có kinh doanh buôn bán được. Xe nước mía này, xe bán bún bò này, các cái giá kệ inox, bàn, đồ cũ, đường Lê Văn Khương. Rồi, gỗ, các cái thùng phi nhựa. Đây là xã Đông Thạnh thuộc huyện Hóc Môn rồi nha các bạn. Hết quận 12 là chúng ta sang đến huyện Hóc Môn. Chỗ này thì có lẽ là cách trung tâm Sài Gòn khoảng 20 cây số. Mình thấy họ bán những các cái cửa gỗ cũ này, tủ này, nói chung là đồ cũ khá nhiều. Chở ngang đền cao gần bằng cái nóc xe hơi. Mưu sinh và cuộc sống mà ai chả muốn đi người không, cầm tiền trong túi để xài đây. Hai bên đường thì cũng đủ các cái loại hình. Đây, quẹo phải chúng ta sẽ đi ra cây cầu Phú Long. Rồi, xe gắn máy là được phép quẹo này. Các Tuấn Dương sẽ quẹo thôi. Đây, khu vực này thì lại phía bên tay trái Tuấn Dương thấy là còn diện tích đất trống khá nhiều, người ta trồng cây. Đây là đường Đặng Thúc Vĩnh. Đấy, ở đây thì bắt đầu đất đai các thứ là Hóc Môn đó. Đất đai là còn nhiều, người ta trồng cây cối, rau củ quả. Đây, hướng này đi thẳng là Bình Mỹ, Củ Chi, Hóc Môn rồi tới Củ Chi.
Đây chúng ta đi qua cây cầu này gọi là cầu Rạch Cha. Mời cô chú anh chị đi cái tuyến đường này thì Tuấn Dương cũng ít đi qua cái cây cầu Rạch Cha này. Có lẽ là ở Sài Gòn mấy chục năm giờ mình mới đi qua đây, vì không có việc thì cũng chẳng đi qua làm gì. Ra phần ngoại thành này á, ở cái vùng ngoại thành thì đường đỡ đông hơn. Xe các bạn thấy cái mật độ xe cũng không có nhiều như là ở trong trung tâm nội đô. Tuy nhiên thì lúc này giá cả nhà đất ở Sài Gòn nó cũng đắt lắm, mặc dù ngoại ô chứ như giờ một căn nhà cũng vài tỷ đồng. Những cái vị trí đẹp thì mắc tiền hơn nữa. Đường ở đây thì cũng chưa có. Tuấn Dương có điện thoại này, dừng lại nghe cái đã. Tắt rồi. Nhiều khi đang đi này mà có các cái cuộc điện thoại dừng xe chưa kịp dừng thì điện thoại đã tắt rồi. Đây chúng ta đi tiếp. Sắp tới đi hết cái đường này rồi. Đi hết đường này là chúng ta sẽ gặp cái cầu là cầu Phú Long. Mời cô bác anh chị cùng tiếp tục di chuyển với Tuấn Dương nhé. Đất vườn. Ra đây có những chỗ giờ mình nhìn thấy ruộng lúa này, cánh đồng. Cảnh ở đây thì cũng hao hao gần giống như ở miền Tây rồi. Bán gà, bán vịt, chim cò. Cam thì họ bán là 8.000 một ký. Nhìn cảnh này các bạn khá giống với miền Tây. Một số chỗ mình thấy có hoa phượng đỏ đã nở rực rồi. Chưa tới hè nhưng mà do có lẽ thời tiết nắng nóng quá nên là hoa phượng đã nở rồi. Đây đang là con đường Hà Duy Phiên, phường Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Lúc này có cái cây cầu vượt, họ đang không biết là làm cái đường gì đây ta. Củ Chi thì Tuấn Dương hay đi về phía khu địa đạo Củ Chi thôi. Còn nói thực ra ở cái khu vực này cũng Củ Chi nhiều năm rồi không có phát triển. Cầu Chú Cua
Củ Chi không có phát triển được như là những các cái quận huyện khác. Nếu mà so sánh thì Củ Chi và Thủ Dầu Một của Bình Dương đó, thì thấy là ở Bình Dương họ phát triển hơn Củ Chi nhiều. Đây chúng ta lại đi qua một cây cầu nữa. Cây cầu này là cầu Ông Huyện ở Sài Gòn hoặc là các cái tỉnh miền Tây đó, thì hệ thống sông ngòi kênh rạch dày đặc nên cứ đi một khúc lại có cây cầu. Đây là cầu Mười Lến đó. Đó. Đi một khúc lại gặp một cây cầu. Đây chúng ta lại gặp một cây cầu nữa phía trước mặt này, Cà Phê Võng. Cầu này có tên là cầu Bình Thuận. Và ở đây thỉnh thoảng mình còn ngửi thấy cái mùi phân bò. Ở Củ Chi thì họ nuôi bò nhiều. Rồi đi một đoạn nữa chúng ta lại có cây cầu nữa này. Đây là cây cầu Thi Đua. Nhiều cái tên cầu nghe nó cũng là lạ. Nhà cửa thì ở khu vực này vẫn còn khá thưa. Rồi chúng ta lại tới một cây cầu nữa này. Cây cầu này có tên là cầu Bà Đội. Thì cầu thì thường bắc qua sông này, kênh rạch này, rồi các con mương. Các bạn thấy ở hai bên đường nó là cỏ cây cũng vẫn còn nhiều đoạn rất là hoang sơ, cỏ nó mọc tùm luôn, cũng không có được cắt tỉa gì hết. Những cái mương máng, những cái phần hành lang lưu không, đất trống. Ở đây chúng ta lại đi qua tiếp tục một cái cây cầu kế tiếp này. Cây cầu này thì có tên là cầu Cây Điệp. Rồi đi một chút nữa lại có cầu tiếp theo. Cây cầu này thì có tên là cầu Vàm Thầy. Cầu nó cũng rất là khó nhớ. Đây, nhìn này. Giống như cảnh ở miền Tây ấy. Bên tay phải của chúng ta là một cái mương nước đó. Cũng có những cái nhà người ta làm trên cái mương thì người ta đổ tấm đan. Sau đó thì bắc cầu đi vô nhà hoặc là người ta đổ bê tông hết. Rồi người ta xây nhà lên trên. Cây trái ở đây thì đa số bà con là trồng ở trong vườn mang ra bán đó. Rồi
mình thấy đây có chú vác nguyên bó tre này. Nước ép trái cây, bò kho, cháo, gà vịt các kiểu, gỗ, thang tre. Rồi tới đây là một cây cầu nữa này các bạn này. Cây cầu này là cầu Rạch Dừa. Rồi qua đây thì lại có cây cầu nữa này các bạn này. Cầu này gọi là cầu Bà Đế. Rồi chúng ta chuẩn bị đi qua cây cầu Phú Long. Đây những người ta cắt cái cây này là cái cây lá dứa này. Mình nấu xôi, nấu nước uống nó có mùi thơm. Còn bên tay trái quý vị nhìn nó là những cái cánh đồng cỏ. Hóc Môn. Đang ở Hóc Môn này các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn qua Bình Dương, các bạn thấy thành phố Thủ Dầu Một đó, họ quy hoạch rất là đẹp nhé. Chung là so Củ Chi với Bình Dương thì Thủ Dầu Một, Bình Dương là phát triển hơn Củ Chi. Tới đây thì xe khá đông. Đây là đường tỉnh lộ 8 cắt với đường Hà Duy Phiên. Đi một khúc nữa thôi là chúng ta sẽ tới cái địa danh Củ Chi với Thủ Dầu Một. Tuấn Dương sẽ tìm một cái con đò, mình không biết là, nói chung có cái bến đò đâu đó đi chừng khoảng 2.000 đồng đó, là đi qua mà mình chưa biết nó ở khúc nào nữa. Tính là đi thử con đò đó cho các bạn coi. Một là đi đò, hai là đi cầu. Cầu là đi qua cây cầu á. À, bến đò là một cây số nữa. Kia thì đi về chờ đò, đò hình như là chỉ có 2.000 thôi. Đây là Bình Mỹ Củ Chi. Đây là quận 12. Rồi tới Hóc Môn, rồi tới Củ Chi. À, giáp danh Củ Chi là Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đi lên đây thì xe hầu hết là xe tải hàng nặng. Chúng ta có thể quẹo phải đi ở dưới chân cầu. Đi ở dưới chân cầu thì mình sẽ gặp cái bến đò. Mà hôm nay mình không có đi con đường bến đò nữa. Wow, nhìn bên kia Bình Dương đẹp quá các bạn ạ. Đây, chỉ đi qua đây phát thôi là tới trạm thu phí. Nói chung sang bên này đó các bạn thì
thấy Bình Dương, Thủ Dầu Một, Bình Dương là theo cảm nhận của Tuấn Dương thôi, là về cơ sở vật chất, hạ tầng nó là phát triển hơn đây. Chúng ta đi một chút để tới khúc chợ Thủ Dầu Một, cái đường bên kia họ không có cho quẹo. Đây chúng ta phải đi thêm một khúc nữa mới quẹo được. Đây là thuộc phường Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Bên tay trái có một ngôi chùa là chùa Phước Long. Rồi mình sẽ quẹo phải nhé. Mây Thái, Củ Hũ Dừa, khúc này là doanh trại bộ đội này. Mấy chú bộ đội đi tuần này. Ba chú. Quán Từ Nhớ 6, xe hai bánh được quẹo phải khi đèn đỏ. Đây chúng ta đi vào đường góc, đây là Huỳnh Văn Lũ, lũy cắt với Nguyễn Văn Bé. Tuấn Dương sẽ đi xuống dưới này. Về đây thì nhà cửa mọc lên san sát rồi. Tòa giám mục. Tòa giám mục Bình Dương nhìn đẹp quá. Các bạn thấy là các cái căn nhà ở Bình Dương này đó thì hầu hết là có nhiều cây xanh ở xung quanh. Rồi đất đai ở Bình Dương thì dù gì nó vẫn rộng hơn ở Sài Gòn chút đỉnh. Đây đây đây. Đây là cái hẻm đường Bạch Đằng. Chúng ta sẽ đi ra cái khúc công viên bến Bạch Đằng. Vì con si này. Đây quay đi vào đây cho các bạn coi nhá. Mấy cái khu đô thị mới ở Bình Dương á. Cái này lúc đợt Tết ấy là mình cũng có trời ơi, chợ công viên mới vui chơi mà không có một con ma nào hết này. Bến Bạch Đằng, chợ đêm.
nhìn trong chóng trong chiếc này, ăn vặt này, các bạn nhìn thấy này, ồ, cũng vắng quá trời luôn nhá, này, Camazo, cái con quỷ gì đây, khu vui chơi tê liệt luôn, này, ăn vặt ăn viếc này. Đó, các trong chóng thì quay như trong chóng luôn. Rồi mấy khu này họ cũng làm những các cái vẽ các cái nhà cổ này trong chóng, các cái dãy ký ốt này cũng không có người thuê mướn nhá. Hôm nay là sáng, xin lỗi, bây giờ đang là thứ bảy nhá. Ừ. Có lẽ là buổi tối họ mới hoạt động. Chân mực, chân gà sốt Thái thì tùm lum tà la này. Nguyên cả một cái khu công viên rộng lớn như thế này mà vắng quá. Mọi người thì vẫn nghĩ là đây là một cái nơi mà hái ra tiền này. Crazy way. Các khu vui chơi giải trí đóng cửa mất tiêu hết rồi. Có thể là họ chỉ hoạt động buổi tối thôi nha các bạn, nhưng mà nếu đúng ra thì ban ngày khi mà con của cán bộ công nhân viên được nghỉ đó, thì người ta cũng đưa con tới đây chơi. Đây là khu Bi Con Si, Bình Dương. Đây. Đó, các cái dãy nhà phố, biệt thự ở đây thì rất là đẹp rồi, tuyệt vời. Nhà nào cũng có sân đậu xe hơi. Đó. Tô tượng tranh cát này. Có một vài chỗ là rất là vắng, có lẽ chỉ buổi tối mới có khách thôi các bạn. Đó. Quán xá này cũng đâu có người mấy đâu. Rồi phía bên tay phải này là doanh trại quân đội này. Hồi nãy mình đi hơi lộn đường nên là ở doanh trại quân đội ấy thì có một cái chỗ hàng rào này đó, là chúng ta có thể đi, người ta đi tàu thủy thuyền các thứ từ sông đi lên là đi vào doanh trại quân đội được. Rồi đây công viên bến Bạch Đằng ở Bình Dương đây. Rồi bên trước mặt đây là cái tòa nhà của cái gì, tòa nhà mỹ thuật Đông Dương cũ ở Bình Dương. Ở đây thì rất là mát nhé, mình thấy rất mát. Con nghe cô ơi, con ở ngoài, cô cứ nói để con nghe được. À không, con lại đi ở bên Củ Chi rồi. Dạ, 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 con cảm ơn cô. Dạ, dạ, chào cô. Dạ, dạ.
Đây đang là con đường bến Bạch Đằng này các bạn này. Bình Dương thì ngày nay cũng phát triển, nhưng mà nếu mà nói là so với Sài Gòn thì cũng vẫn chưa thể bằng được. Bình Dương thì đi lên từ những các cái khu công nghiệp. Đấy. Buổi tối thì mọi người mới về đây để buôn bán kinh doanh, chứ còn ban ngày thì Bình Dương thấy là khá vắng. Bây giờ này thì cũng mọi người cũng không thấy buôn bán gì. Đường Bạch Đằng đây, quẹo đây chúng ta đi ra đây là có cái bến đò này các bạn này. Đây bến đò phía bên tay phải mình nhé. Đấy, bến đò này, nhưng mà lúc này thì chưa có ai đi qua sông cả. Mình sẽ quay vô chợ nhé. Đi vòng vô chợ, đây là con đường gì? Đoàn Trần Nghiệp. Họ cũng bán đủ món. Xoài, mận. Bánh trái. Bánh mì, trái cây. Đó. Các loại bánh. Đó. Đây chợ Thủ Dầu Một. Bán gấc, bán cam, trà, bí, rồi hành, tiêu, tỏi, ớt, chuối, đu đủ. Các tiệm bánh. Ở bên tay trái này là cái chợ đồng hồ, người ta còn gọi là chợ gà. Bà con thì bày hàng hóa các thứ ở đầy ra ngoài. Nhưng mà cái kiểu buôn bán ở Việt Nam nó là như vậy rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi ra ngoài nhé. Ra đây thôi, mình sẽ đi ra bến đò này để đi quay về Sài Gòn nhé các bạn. Rồi, hẹn gặp cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Chỉ có 2.000 đồng thôi là chúng ta có thể từ Sài Gòn qua Bình Dương rồi. Còn nếu mà không thích thì chúng ta đi cái cây cầu vượt Phú Long.